Chuyển động 360 kính chào quý vị, tôi là biên tập viên Hồng Hạnh, người sẽ cùng đồng hành và đưa đến cho quý vị những thông tin mới nhất. Và ngay sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật. Hà Nội đang xem xét cho học sinh khối 10, 11, 12 và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trở lại trường học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12 tới đây. Trước mắt, thành phố sẽ thực hiện đối với các đơn vị xã, phường, thị trấn của 30 quận huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, nơi mà trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30 tháng 11 không có các ca F0 trong cộng đồng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu ngành giáo dục rút kinh nghiệm từ việc tổ chức đối với khối lớp 9 ở 18 huyện, thị xã vừa qua. Nhân rộng cách làm việc hiệu quả, khắc phục những tồn tại, nhất là giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn phòng chống COVID-19. Thành phố đang nỗ lực hoàn thành đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi, tạo cơ sở để đưa các em sớm trở lại trường học. Sau khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 với các triệu chứng như ho, sốt, mất vị giác, cả 4 thành viên trong gia đình ông Đỗ Ngọc Minh, ấp Thới Bình A2, xã Thới Thạch, huyện Thới Lai được cách ly tại nhà theo dõi bệnh. Ngoài vệ sinh mũi họng thường xuyên và xông lá, uống vitamin và uống hạ sốt khi cần, mỗi sáng ông Minh đều tập thể dục nhẹ và có chế độ ăn uống đầy đủ. Sau 14 ngày đến nay, cả 4 thành viên trong gia đình đã âm tính, khỏe mạnh. Cái gia đình này đó đặc biệt hết một lượng 4 người hết khỏe, bây giờ cũng như bình thường. Tất cả các vật dụng trong nhà đó đều đó là sạch gọn hết. Rồi gối mền thì giặt hết rồi đem ra phơi. Thành phố Cần Thơ hiện có trên 8.900 trường hợp F0 đang được cách ly điều trị tại nhà. Do ý thức được nguy cơ lây lan dịch bệnh cao nên hầu hết các F0 đều tuân thủ quy định, không ra khỏi nhà, tránh tiếp xúc với người khác, tuân thủ 5K. Để F0 điều trị tại nhà thì ở đây tôi có một ông ngồi để trực 24/24, là trực đường dây nóng để mà kịp thời mà hỗ trợ cho bà con trong khi cũng có những cái triệu chứng xấu xảy ra. Các F0 theo dõi điều trị tại nhà cũng được các nhân viên y tế của Tổ y tế cộng đồng, đội y tế lưu động phát thuốc và lấy mẫu định kỳ theo dõi hàng ngày. Y tế địa phương đi qua đi lại mà ngày nào cũng lại tầm soát. Bản thân tôi chấp hành là tôi ở trong nhà, không tôi không có đi ra ngoài tiếp xúc với ai. Hai tuần thực hiện tôi thấy là đối với cái nếu mà điều trị F0 tại nhà thì giảm cho cái áp lực cho các bệnh viện gia chiến khi mà chúng ta chuyển tuyến. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ hỗ trợ cho cái người dân được đảm bảo được cái tính là an toàn cao trong cái việc người ta có đủ điều kiện mà người ta thực hiện là điều trị tại nhà cũng như là cách ly F1 tại nhà. Thuận lợi thứ ba nữa là đối với F1 khi mà triển khai được cái cách ly tại nhà thì cái này cái tính an toàn nó tuyệt đối. Mặc dù cho phép F0 điều trị tại nhà và F1 cách ly y tế tại nhà là giải pháp cần thiết lúc này, nhưng đòi hỏi phải có sự giám sát chặt từ chính quyền địa phương, lực lượng y tế và hơn hết là ý thức chấp hành của người bệnh. Có như vậy mới đem lại hiệu quả cao cho các F0, F1 và công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, nếu như trong năm 2020, thành phố chỉ có 597 nhân viên y tế nghỉ việc thì trong 10 tháng năm nay đã có đến 968 người xin nghỉ việc. Lý do chủ yếu là vì hoàn cảnh gia đình hoặc yếu tố cá nhân, số nhân viên nghỉ việc tăng nhẹ ở vị trí điều dưỡng và bác sĩ ở tuyến trạm y tế. Theo chia sẻ của nhân viên các tuyến y tế cơ sở, kể từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, khối lượng công việc của nhân viên y tế tăng lên gấp nhiều lần. Đội ngũ nhân viên y tế còn phải đi sớm về khuya khi tham gia chống dịch như lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, theo dõi và điều trị F0 tại nhà, tiêm vaccine, hướng dẫn cách ly y tế. Trong đó, rất nhiều nhân viên y tế đã 5-6 tháng chưa được về nhà. Tuy nhiên, hiện lương nhân viên y tế tại trạm y tế chỉ khoảng 4,5 đến 6 triệu đồng một tháng. Ngay khi bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn TruTech International và công ty cổ phần dệt Đông Quang huyện Đức Hòa đã xây dựng kế hoạch linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp này đã chủ động xây dựng kịch bản khi có F0 xảy ra tại công ty. Công tác điều trị sẽ do các trạm y tế lưu động của huyện Đức Hòa phối hợp thực hiện. Như trường hợp mà có phát hiện F0 ngay tại công ty, thì đầu tiên là tụi em sẽ cho đi xuống cái khu vực cách ly F0. Sau đó là tụi em sẽ lấy mẫu PCR. Và trong khi mà có kết quả PCR, nếu như mà CT trên 30, thì tụi em sẽ làm đề xuất với địa phương là cho họ về cách ly tại nhà. Khi mà có phát sinh F0 thì mình tạo đây rất là thuận lợi. Chứ để mà F0 mà dư dời thì lây lan cho người nhà. Bản thân mình ở đây mình cũng có con mình cũng chưa tiêm.
thì nếu mà về thì lại lây cho người thân. Cho nên là mình tuyên truyền cho anh em cái phương pháp đó, có nghĩa là công ty hỗ trợ hết mình, đừng để mà lây lan dịch cộng đồng. Tại huyện Đức Hòa cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh Long An, nhiều doanh nghiệp đã bố trí các khu vực cách ly riêng để xử lý tình huống khi có F0 phát sinh. Cùng với sự phối hợp của chính quyền, y tế địa phương, hoạt động cách ly điều trị F0 tại doanh nghiệp vừa giúp giảm áp lực cho cộng đồng, vừa giúp doanh nghiệp chủ động trong phòng chống dịch. Thuận lợi thứ nhất là khi mà F0 được điều trị trong các công ty thì nó giảm áp được cái bên ngoài cộng đồng. Tức là công ty, có một số công ty người ta tổ chức rất là tốt. Tức là những khi mà một số lượng F0 mà đã phát hiện công ty thì họ để tại công ty thì nó thuận lợi hơn đưa ngoài. Bên ngoài thì nó ảnh hưởng lớn tới vấn đề vận chuyển, rồi vấn đề các cơ sở ở cách ly tập trung bên ngoài nó quá tải thì nó cũng không tốt. Đến thời điểm này, có trên 90% trong tổng số gần 13.500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An hoạt động trở lại. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn và linh hoạt trong mọi tình huống. Hoạt động này đang phát huy hiệu quả giúp doanh nghiệp vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh, đảm bảo sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thời sự 360 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.